Rồi, chào tổng chào toàn thể anh em đam mê cây mai vàng. Quay với clip trở lại với clip hôm nay thì video ngày hôm nay chủ đề chính em sẽ chia sẻ cho anh em là cách làm phân hữu cơ có trong tự nhiên. Thì trước khi vào chủ đề chính thì quay qua cho anh em một số cây. Ở đây là một số cây ở trong ở nhà trong. Thì cách khoảng 2 tuần trước em đã làm clip thì khi nào bón phân. Thì đối với những cây mai mà em đã làm nói rõ trong clip thì đây những cây như thế này anh em có thể quan sát cây như thế này với đối với cây của mình anh em so sánh nhé. Cây này bắt đầu là bón phân được rồi này anh em này. Thì hôm nay em sẽ làm clip làm cái phân hữu cơ thì anh theo với kinh nghiệm và cách làm của em hàng năm ấy thì cứ 15 ngày em bón phân hữu cơ và 15 ngày em sẽ bón phân vô cơ. Là phân vô cơ là phân hóa học đấy, còn phân hữu cơ là phân gọi là những cái xác động vật chúng ta làm ủ rồi phân bò, phân gà nén, rồi phân rơi, phân gà Nhật, gà nén Nhật đấy đấy, hoặc là phân humic cũng là phân hữu cơ. Thì để cho anh em có thể là nhớ và cái định kỳ chu kỳ của bón phân của mình thì anh em cứ vào ngày mùng 1 âm lịch đi, chúng ta cứ căn cứ vào ngày âm lịch và ngày 10 rằm. Ví dụ như ngày mùng 1 âm lịch là chúng ta bón phân hữu cơ thì đến ngày 10 rằm là ngày 15 âm lịch đấy thì chúng ta phân bón phân vô cơ. Thì để cho anh em khỏi quên ấy, thì đấy là có nghĩa là cái cách anh em làm nhé. Đấy, cây này bắt đầu cũng là bón phân được rồi anh em nhé, lá bắt đầu đã già rồi này, thì có một số vài số lá thì không đáng ngại lắm. Thì để cho nó khỏi bị phạm phân và cũng cũng có thể để cho khỏi anh em khỏi lo lắng thì cái bón cái phân 10 năm cân mùng 1 nay đã là ngày 23 tháng tháng 3 rồi, đến mùng 1 tháng 4 bắt đầu em vào phân hữu cơ anh em nhé. Thì đến tận ngày 15 tháng 4 âm lịch ấy, thì bắt đầu bón phân hữu cơ. Nói chung là bón phân hữu cơ thì vô cơ, còn bón phân hữu cơ thì nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì đến những cái cây mà như này theo anh em ạ. Cái rễ thì bắt đầu nó đã ổn định rồi đấy, lá bắt đầu là chuyển sang màu xanh đậm này rồi, chúng ta có thể bón phân được. Thì đối với anh em miền Bắc thì chúng ta cũng không không cần phải lo lắng quá sớm đâu. Thì qua cái đợt mưa và đờ là cái đợt không khí lạnh cuối cùng, gần như là cuối cùng rồi, nó kết thúc cái mùa gọi là sang mùa gọi là sang mùa mùa hè đi đấy, thì nó bắt đầu xuất hiện những cái cơn mưa rào. Thì cơn mưa rào thì nó vừa đó thì nó sẽ cung cấp cho cây của chúng ta là được một cái đạm, một cái lượng đạm tự nhiên anh em nhé. Thì anh cũng cứ để ý mà xem những cây của mình này, nó nếu mà hứng được nước mưa vừa đó ấy, thì một vài ngày sau nó sẽ đi đọt rất là nhanh và dài. Anh em không tin thì cứ cứ thử mà xem. Đấy là cái lượng đạm trong nước mưa đấy, có lượng đạm rất là nhiều. Đây thì đấy, những cái cây như thế này là chúng ta bón phân được rồi, còn những cây mà anh em như thế này là chưa bón được nhá. Đây, bắt đầu nó đi cây đọt thứ nhất này, vì nó chậm mà. Đấy, vẫn đang đi đọt này thì nó chưa đi bón phân được nhé. Đấy, còn cái cây này thì nó cũng là bón được rồi này anh em này, có một số vài đọt này thì nó đang đứng lại rồi, lá đang chuyển thành màu màu xanh rồi anh em này. Anh em có thể quan sát được gọi là cái lá của anh em mình đây, cái cây đọt thứ nhất nó đang đứng lại rồi này anh em này. Đấy, chuẩn bị nó đi cây đọt thứ hai, nên bắt đầu cái đầu búp này nó phình lên là bắt đầu nó đi cây đọt thứ hai. Thì chúng ta bón phân thì tầm bây giờ thì nó tạo ra cái điều kiện mà là đây nó đang đẻ nhánh này anh em này. Đấy, thì nó tạo cái điều kiện để cho cây, nó giúp cho cây lá nó xanh mướt và dày lá. Rồi đối với những cái cây như đối với những cây mai trồng miền Bắc ấy, thật ra thì nếu như không bón phân thì vẫn được anh em nhé, nhưng mà nó lá nó sẽ không dày và bóng và mượt đâu anh em. Thì chúng ta vẫn phải bổ sung thêm cái lượng phân hữu cơ và phân vô cơ. Thì bón phân vô cơ thì nó giúp những cây cây nó khỏe và kháng được nhiều bệnh. Đấy, thì đây những cây này thì cũng chưa đi chưa bón được phân này anh em nhé. Đây, cùng xả tan một ngày anh em đấy. Đấy, bắt đầu nó đang đi đọt cứ đợt nhất này. Đấy, anh em có thể quan sát kỹ được cây đấy, toàn bộ cây này. Đấy, cây này thì cũng bón được rồi, lá nó đang chuyển thành màu, những cái cây này nó chậm này, cây này cũng chưa được anh em nhé. Đấy, đang đi đọt này. Đấy, chưa thể bón phân được. Đấy, cái này cũng thế này. Đây, cây này nó cũng ra chút lượng muộn nhất, nó cũng ra được rồi này.
Đấy. Lá của cái giống của cái lá của cây nó xoăn này. Đấy, nó tùy từng giống thôi anh ạ, không cần phải lo lắng lắm. Đây thì cái này cũng bón phân được rồi này anh ạ. Chuẩn bị đi cái đợt thứ hai đấy. Thì trở về với clip chủ đề ngày hôm nay. Thì lát nữa em sẽ về ở nhà thì cái phân em sẽ ủ ở nhà để em quay clip những cái cây bonsai cho anh em xem. Rồi trở lại với video. Thì trên video lúc nãy em nói nhầm một ngày, hôm nay là ngày 19 chứ không phải ngày 23. Thì trong vòng tầm khoảng 10 ngày nữa thì em sẽ ngâm phân và em sẽ tưới một cữ đầu tiên, đó là phân hữu cơ. Thì quay qua cho anh em xem một số cây bonsai. Đây thì trên tầng này thì đợt không có mưa gió bể bể đấy đây. Đấy, anh em có thể nhìn mưa gió đợt vừa là mưa gió, quả mưa gió rét ấy. Trên này gió to lắm anh ạ. Đối với những cây bonsai trên này thì thường xuyên bị lá nó bị tổn thương đây, chứ không phải là do bọn trĩ đâu nhá, này lá nó dập này. Đấy, mưa gió rét. Đây cái phôi mà em hạ xuống thì cây cúc zin năm vừa giờ đây này, em hạ xuống đây anh em có thể quan sát này. Đấy, em sẽ hạ xuống xem sẽ làm bonsai. Chậu này là chậu kính lọt lòng nó 30. Đây họ làm bonsai đây, cắt mầm nó lên rồi này anh em này. Đấy, đấy chưa có lá thì anh em nếu mà làm trồng phôi mà mới cắt lại bonsai thì anh em nên phủ cái rẻ lên vào để cho thân nó khỏi bị mại nhé, nắng to là mại đấy. Đấy đây, và cây này nữa thì bắt đầu nó ra cây đỏ thứ hai này, thì em cũng chưa bón phân đấy. Đấy, cây đỏ thứ nhất này, ra từ Tết này. Đây, bắt đầu nó ra cây đỏ thứ hai này thì thôi để bón cùng với con kia thì cây này chưa bón phân được. Đấy đây một số cây, đây cây này cũng là chuẩn bị ra cây đỏ thứ hai này anh em này. Đấy, lá nó già rồi. Đây đây cây này thì em cũng cắt hạ xuống để làm bonsai. Từ đầu nó là một cái cây cúc zin này, bệ bệ đế cũng là khá ok. Đấy, trên đây là toàn bộ là những cái cây gọi là bonsai có thể bê vác xuống được. Đấy, thôi trở lại với lại cái video chính ngày hôm nay. Thì đối với những cái cân phân hữu cơ anh em có thể là ra tiệm người ta bán được, bán sẵn những cái phân hữu cơ, đó là phân gà nén Nhật này, phân dơi này, phân bò khô này. Đấy thì anh em nếu như mà không có thời gian để làm được thì chúng ta ra tiệm chúng ta mua phân humic. Humic ấy nó cũng có đóng sẵn ở phân hữu cơ. Thì trên đây đây là phân tằm anh em nhé. Thì đây em nhờ được một bà con họ mua cho một ít, đây này em xin họ mua xong họ chia sẻ cho nửa bao đây này. Thì chúng ta dùng cái này là em nghĩ là một năm là thoải mái luôn đấy. Thì đây là phân tằm anh em này, phân tằm thì nó là con tằm nó ăn dâu xong nó nhả ra đây, nó có cả lá dâu này anh em này. Đấy họ phơi khô sẵn rồi thì lát tí nữa em sẽ ngâm trong vòng 1 tuần đến 10 ngày là chúng ta có thể là sử dụng được rồi. Hoặc là cái phân tằm này này khi nào trồng ấy, lúc khi nước trồng ấy chúng ta có thể là trộn cùng với lại đất chúng ta trồng được khi trồng cây ấy mới ấy. Đấy, còn nếu như mà lười nữa đấy thì chúng ta lấy mỗi một cây như kia chúng ta khoai cái đất ra. Đấy, khoai cái bầu đất ra chúng ta cho thêm xung quanh này, phủ lên được. Nhưng mà em sẽ dùng cái gọi là cái phương pháp gọi là ngâm. Thì kèm theo em sẽ xin một số cái bia mà quán bia họ ấy là quán bia bia thừa đấy. Đấy là em sẽ đổ thêm và em ngâm thêm. Đấy. Còn đối với cách làm đây là phân tằm nhá anh em nhá, tí em sẽ làm luôn cho anh em xem. Còn đối với những cái phân bò ấy thì anh em nên mua sẵn hoặc phân dơi đấy, hoặc phân gà nén thì anh em nên mua sẵn thì họ đã xử lý sẵn rồi. Thì đối với những cái cây phân bò ấy thì anh em mà tự về ấy, thì nó rất là nhiều cỏ, người ta xử lý rồi, xử lý nấm rồi, xử lý cỏ rồi. Thì nếu anh em chưa biết mới tập chơi hoặc là chưa biết làm về phân ấy thì không nên dùng phân bò. Khuyên anh em mua sẵn thôi. Nhưng phân bò thì nếu như anh em tự mang về làm thì sẽ rất là nhiều nhiều nấm và nhiều cỏ đấy. Khi chúng ta bón vào cỏ ở trong chậu rất là nhiều. Thì đối với phân tằm thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh em là cái phân tự làm ấy, thì còn nhiều anh em có thể là dùng những cái này xác động vật, ví dụ như là ốc bươu vàng đấy. Cái mùa này là ở ngoài đồng ruộng ấy rất là nhiều, họ bắt vứt lên bờ thì chúng ta có thể là về xử lý được. Đập đập dập ra chứ không cần phải chọn đâu, cứ ngâm cả vỏ luôn, đập dập ra. Xong là chúng ta cho Trichoderma vào, xong là chúng ta đang ngâm. Nhưng đối với cái ốc bươu vàng ấy thì
chúng ta ngâm thời gian là phải lâu đấy, phải 5 đến 6 tháng. Bắt đầu nước nó trong, cái xác của nó là nó tan hết và nó lắng xuống, còn nước trong thì chúng ta tưới được. Thì đối với những cái cây đấy thì chúng ta nên dùng năm trước, chúng ta bắt xong là sang năm làm ngâm lên 1 năm xong chúng ta tưới. Như ở trong nhà thì năm vừa rồi thì em cũng lười bắt ốc sên, thì nó có cái cây, ốc bươu vàng nhá, nó có cái phân tằm này, thì em cũng tưới luôn cái phân tằm này, sử dụng bằng cái phân tằm này. Thì đối với những cái cây rất nhiều chúng ta quanh chúng ta rất nhiều có thể là tự chế được, còn đối với những anh em nào mà không có thời gian thì chúng ta nên mua sẵn cũng được, thì chúng ta phải chứ bón. Thì có cách làm nữa là có ví dụ như là chúng ta xác động vật ấy, cái đầu tôm đầu cua thừa đấy chúng ta làm chúng ta cho tích vào cái thùng sơn này, này chúng ta ngâm xong cho vài một khoảng một bịa chuối với lại mấy quả trứng gà đập bỏ vào đấy chúng ta ngâm thì chúng ta cũng khoảng một vài tháng sau chúng ta sử dụng được, cũng rất là tốt. Đối với những cái phân phân chúng ta tự làm như này là cái phân tằm này nhá anh em nhá, là rất là tốt này, cái lá nó rất là xanh và dày và bóng mượt đấy, nó kháng được bệnh. Thì đây là kinh nghiệm của em chia sẻ. Thì đối với những anh em nào không có thì cái phân này thì chúng ta có thể sử dụng như phân gà nén Nhật này, phân humic ở trong chai này, rồi phân humic bột cũng được này, dạng rồi phân rơi rồi phân bò khô đấy. Chúng ta bón định kỳ là cứ 15 ngày chúng ta bón phân humic và 15 ngày sau chúng ta bón phân phân hữu cơ, 15 ngày chúng ta phân phân vô cơ là phân hóa học đấy, thì chúng ta cũng vẫn phải bỏ phân vẫn phải bón được cái phân phân vô cơ vào để nó tăng gọi là cái lượng trung vi lượng vào trong chất trồng tưới hạt định kỳ, thì để giúp cho cái cây của chúng ta nó có nhiều chất để phát triển, nó kháng được bệnh. Thì đây là clip này em chia sẻ cho anh em là làm phân tằm. Thì đối với phân phân vô cơ thì chúng ta em sẽ làm clip sau, vì là nó tùy theo dạng, thì tùy từng cây thì em sẽ bón. Thì những clip trước em làm rồi đấy, thì đối với những cái cây mà chưa bón được phân thì chúng anh em có thể quan sát và làm chúng ta có thể xem lại cái video của em. Thì thường thì em chia sẻ cho anh em là lá phải già rồi nha anh em nhé, lá già xanh thì chúng ta bắt đầu đi bón phân thì nó sẽ có tác dụng hơn là chúng ta không nhìn thấy vậy, là thấy anh em nào làm cũng bón phân vào nó sẽ bị cây nó sẽ bị phạm phân nhá, phạm phân mà dẫn đến đến cây nó bị suy. Thì đây là em làm luôn cho anh em xem luôn. Em sẽ chuẩn bị một số gọi là cái đấy là cái chi cô đờ ma đây. Đây anh em có thể tìm được cái phân bón phân humic này cũng được này, đấy là phân em dùng 1 năm nay vẫn chưa hết này, còn nửa chai nữa này đấy, có thể kết hợp chúng ta bón đấy. Đây là cái chế phẩm chi cô đờ ma. Thì cái clip trước ấy, em cũng có quay được cái này rồi ấy, thì để vào cái gói để sử dụng nó bất tiện thì em cho vào cái này. Đây chúng ta pha vào cái này thì nó sẽ tiêu diệt nấm nhé, tiêu diệt 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 nấm vi khuẩn này có hại. Đấy, nó ủ cái chi cô đờ ma này rất là hay này anh em này, chúng ta ủ làm phân hữu cơ rất là tốt đấy, nó khử nấm khử vi khuẩn và nó có làm cho cái thời gian, có nghĩa thời gian của cái xác động vật thực vật hoặc cái phân này nó sẽ phân hủy hủy nhanh này đấy. Thì anh em chuẩn bị cho em một cái thùng sơn như này đấy, thùng sơn 20 lít. Thì những cái bao này thì anh em thì dùng chắc là dùng phải năm mới hết được, khoảng là năm đối với cây trả trong nhà nữa thì chắc là không hết được đấy. Thì chúng ta như em kinh nghiệm của em ấy thì em sẽ đong hai ca này bỏ vào xô này đấy, đúng không đấy, ngâm 2 ca này thôi đấy. Chúng ta ngâm này xong là khi nào mà được rồi chúng ta lại múc ra, chúng ta hòa loãng chúng ta tưới, thì khi nào hết thì bắt đầu lại ngâm tiếp, chúng ta không ngâm nên ngâm nhiều làm gì đấy. Xong tiếp theo là cho cái chế phẩm Chico Đề Ma này vào đây anh em này đấy. Anh em không phải là giấu anh em là cái bao bì đâu nhá, vì là cái bao bì nó không tiện thì em cho vào đây. Thì anh em có thể là chị em chia sẻ cái video trước ấy là có cái bao bì của nó ấy. Đấy Chico Đề Ma nào cũng được nhá đấy. Đấy thì anh em có thể là cho thêm cho vào này ít thôi, để vừa quay vừa làm thì không được chuẩn lắm. Xem nào, được chưa? Lại cho thêm tí nữa này, được lượng thôi. Cái thằng lấm chỉ cô đời ma này thì nó không ấy lắm, không sợ đâu. Đấy, anh em nhé, đấy 2 ca này và một ít chỉ cô đời ma. Đấy, chúng ta ngâm. Thì chốc nữa là em đi xin cái bia cuối 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 giờ, em sẽ xin ít bia. Cái bia của cái quán bia đây anh em, bia để chúng ta em có thể cho vào đây đấy, cho vào đây ngâm ngâm với bia
cứ vặn đi, ngâm đi để nó lở ra hết mà đen phân đen xì như kiểu phân DAP ấy anh em. Đấy. Vậy thôi. Đấy, chúng ta lại chế ra mỗi lần chúng ta bón thì chúng ta lại chế ra. Đấy, ngâm như này nhá. Đấy thì hôm nay clip chia sẻ cho anh em là cách làm phân hữu cơ đối với là phân tằm. Thì trên video này em cũng có hướng dẫn cho anh em là nếu mà anh em nào mà có thời gian thì chúng ta làm, mà không có thời gian thì chúng ta mua sẵn ở ngoài những cái hiệu bảo vệ thực vật thì nó có sẵn những cái gọi là những cái phân mà nó đóng gói sẵn và nó xử lý sẵn rồi. Thì clip hôm nay là em tại dừng tại đây. Thì đến tầm mùng 1 âm tháng 4 em sẽ bón phân lần một trong cái năm này nhé. Bắt đầu thì em với bón phân đấy là phân hữu cơ. Còn đến 15 tháng tháng 4 đi, âm lịch đấy, em tính âm lịch ấy để cho nó dễ nhớ là em sẽ bón phân vô cơ, để lúc đấy em sẽ làm clip để quay cho anh em xem và chia sẻ cho anh em xem cách bón phân. Thì clip hôm nay là đến đây là hết. Thì xin cảm ơn anh em đã thời gian vừa rồi đã ủng hộ cho em và tạo động lực để em làm clip mới tiếp theo. Thì chúc anh em toàn thể anh em buổi chiều vui vẻ, và anh em nào mới xem thì có thể là đăng ký và chia sẻ cho em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.